Mới đây thì một đoạn clip ghi lại cảnh cả nhà đang ngồi quây quần bên nhau chuẩn bị uống nước thì một đồ vật quen thuộc bất ngờ phát nổ khiến cho tất cả hoảng sợ. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho mọi người không kịp trở tay. Theo đó, trong đoạn clip này, mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Người đàn ông pha chè, đổ nước nóng vào ấm chuyên và đợi để chè ngấm. Tuy nhiên thì chỉ tầm sau vài phút thì ấm chè đột nhiên phát nổ. Mọi người giật bắn mình đứng dậy, chè vương vãi ra khắp nền nhà. Sau khi đoạn clip được chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thắc mắc về nguyên nhân ấm chè lại đột ngột phát nổ như vậy. Nhiều người để lại bình luận, có thể do ấm chè chất liệu không tốt, không chịu được nhiệt hoặc thoát hơi nước không kịp. Không biết có ai bị thương không, chứ xem đoạn clip cảm thấy sợ quá. Về mình cũng phải kiểm tra thật kỹ ấm chè ở nhà mới được. Không biết do ấm chè hay do chè mà chất gì gây ra phản ứng hóa học không, nhìn nguy hiểm quá. Hiện tại thì sự việc vẫn đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng. Và đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Nên hết sức cẩn thận với những đồ vật có thể gây nguy hại cho chúng ta, đặc biệt là những vật thủy tinh hay có nguy cơ phát nổ.